Ok, xin chào tất cả các bạn. Thì buổi tối hôm nay mình cũng làm một cái video để hướng dẫn cho mọi người về thị trường ở thời điểm hiện tại, đúng không ạ? Thì hôm nay chúng ta có một cái phiên phục hồi khá là tốt. Thực ra hôm qua mình cũng nghĩ là thị trường nó sẽ không phục hồi, lấp lại cái gap hôm trước, nhưng mà hôm nay nó đã lấp lại. Đấy. Thì cái này nó chỉ là mang tính sản xuất thôi. Đấy. Thì chúng ta sẽ xem qua thị trường một chút để chúng ta biết được rằng là thị trường ở thời điểm hiện tại thì nó đang như thế nào, và chúng ta có những cái kịch bản nào cho thị trường ở giai đoạn sắp tới, đúng không ạ? Ngày mai thì chúng ta nghỉ lễ rồi, thì mình cũng làm một cái video, thì cũng để cho mọi người chuẩn bị cho cả cái phiên cuối tuần cũng như là đầu tuần sau. Đấy. Ở đây thì mọi người cũng lưu ý là vì cả cái video mình làm thì nó liên tục mỗi ngày, nên là các bạn có thể comment ở phía dưới các cái nội dung các bạn muốn chia sẻ, các bạn muốn nghiên cứu về các cái chủ đề nào thì các bạn có thể comment ở phía dưới, thì mình sẽ làm một cái video để hướng dẫn cho các bạn. Ngoài ra thì các bạn có thể là để lại các cái thông tin về có cổ phiếu mà các bạn muốn cần được tư vấn ở phía dưới comment, thì mình sẽ làm gì, mình sẽ giải đáp cho các bạn ở các video sau, đúng không ạ? Hôm nay thị trường phục hồi khá là tốt. Đấy. Sẽ là một cái góc độ nào đó thì cái sự lan tỏa nó vẫn chưa thực sự là lớn, nhưng mà nhìn ở một cái góc độ nào đó thì hầu hết các mã đều tăng, hầu hết các mã đều tăng là một cái tín hiệu khá là tốt. Đấy. Thì chúng ta sẽ nhìn chi tiết, bởi vì khi mà chúng ta nhìn bảng điện, chúng ta nhìn bảng giá ấy, thì đôi lúc chúng ta sẽ bị cảm tính, chúng ta cảm giác hưng phấn khi mà chúng ta nhìn bảng giá, thì cái quan trọng nhất là chúng ta phải nhìn được biểu đồ. Hôm nay chúng ta có diện có Bảo Việt tăng này, có CTG, có HD cũng phục hồi khá là tốt. Rốt thì chúng ta nên bỏ đi. Một năm trước thì mình cũng có nói rút cái mã này này, Farod này thì nó có 5.000, nó còn đắt thôi đó, nó có giá khoảng tầm 200.000. Thì về bản chất các bạn phải hiểu được giá và giá trị nó là khác nhau ở chỗ nào, đúng không ạ? Thực ra cũng rất là nhiều các bạn không hiểu về đầu tư, các bạn thích ăn nhanh, các bạn thích cả khoản lợi nhuận mà nó nhanh, hoặc là các bạn thích đổi lại đôi lúc các kiểu, là các bạn sẽ dính vào những cái cổ phiếu này, chứ nó chỉ dành cho các bạn mà chưa có kinh nghiệm thôi, bạn thích làm giàu nhanh thôi. Còn về cả cái dân đầu tư mà, kể cả phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật, thì họ đều không đầu tư vào những cái mã này, họ sẽ không đầu tư vào những cái mã như thế đó. Dòng chứng khoán hôm nay cũng tăng khá là tốt. Thực ra dòng chứng khoán nó gãy như phục hồi đấy, nó chưa thể tạo đáy được ở vùng này. Đây. STB cũng tăng khá tốt, cũng là phục hồi đấy. Techcom, Masan. Ở giai đoạn này thì một số bạn đang rất là quan tâm về cái mảng Masan này, thì các bạn cũng lưu ý là cái vấn đề là hôm qua mình cũng có nói với các bạn thôi, với bản chất là rất khó đánh ngược thị trường đấy, cái xác suất của các bạn thua là cao hơn thắng rất là nhiều, nên là việc mà chúng ta mua bán chúng ta ở những giai đoạn này là cực kỳ cẩn trọng nha. Chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta sẽ xem vào chỉ số chung. Cái đầu tiên mà chúng ta cần phải quan tâm khi mà nghiên cứu về thị trường chung đó chính là cái quá trình bùng nổ theo đà của thị trường. Thì điều quan trọng nhất của bùng nổ theo đà chúng ta phải lưu ý đó chính là gì ạ? Đó, vấn đề là cái phiên tạo đáy đầu tiên. Phiên tạo đáy đầu tiên thì nó có hai phiên này này, một và phiên hai. Thì để mà các bạn xác định được rằng là cái phiên nào là phiên đầu tiên, thì chúng ta sẽ kiếm cái điểm nào là điểm thấp nhất giữa hai phiên. Ví dụ như ở đây thì cái giá thấp nhất của nó thì nó rơi vào khoảng tầm đây, giá thấp nhất thì nó nằm ở đây, 652, đúng nha. Đấy, còn cái giá cao nhất của cái phiên này nó chính là 666. Thì chúng ta sẽ so sánh với phiên này này.
Đấy, ở đây là cái giá thấp nhất nó là 6649. Tức là nó thấp hơn cái phiên phiên trước đó, thì cái phiên phía sau nó sẽ được gọi là phiên thứ nhất của thị trường thao đáy. Đúng không ạ? Con này dạ. Thì các bạn lưu ý đối với cả cái phiên trường hợp mà phiên thứ nhất thao đáy, thì các bạn hiểu nó là gì ạ? Nó là một cái quá trình mà có một cái điểm thấp nhất, sau đó nó phục hồi, giảm mạnh và phục hồi mạnh với biên độ lớn và quyết liệt. Thì nhìn chung cái phiên mà phiên hôm qua của thị trường nó không đạt các yêu cầu về phiên thứ nhất của thị trường. Và phiên hôm nay, phiên thứ hai thì nó lại đạt. Đấy. Tất nhiên thì đối với trong cái việc mà chúng ta phân tích đáy, thì cái phiên thứ nhất của thị trường tạo đáy là cực kỳ quan trọng. Thì chúng ta biết được rằng là thị trường nó đã vào cái chu kỳ tạo đáy hay chưa. Nhìn chung thì ở một cái góc độ nào đó là nó không đạt cái yêu cầu tạo đáy. Nhưng mà các bạn cũng biết là nếu như nó không đạt cả cái yêu cầu về tạo đáy thì nó sẽ còn rơi. Chủ yếu nó phục hồi thôi. Phục hồi bao nhiêu thì tùy vào việc vận động của thị trường và tùy vào các yếu tố thông tin ở thời điểm hiện tại. Trường hợp tốt nhất mà nó có thể phục hồi lên là nó có thể lấp cái cạc trượt hoặc là chạm vào cái đỉnh trượt là cái vùng 700 này này. Tức là nó có thể là phục hồi được khoảng tầm 20 điểm, đó là trường hợp tốt nhất. Còn đối với cả cái trường hợp mà có cái thông tin xấu hoặc là có một cái vấn đề gì đó xảy ra, hoặc là có thể là một cái thông tin nào rất là xấu xảy ra, thì thị trường có thể rơi ngay. Đấy. Cái này thì chúng ta không biết được. Đấy. Và mình cũng có nói rất là kỹ với các bạn là ở giai đoạn này thì thị trường nó phụ thuộc và biến động rất là nhiều về do yếu tố về thông tin. Đấy. Và nó hợp thức hóa cái yếu tố thông tin nào. Nên là cái việc mà chúng ta mua bắt đáy nó cực kỳ rủi ro, thì chúng ta không biết ngày mai nó có những cái yếu tố gì, ngày mai nó xảy ra vấn đề gì, chúng ta không biết được. Nên là nếu như chúng ta cứ tham gia mua thì chúng ta sẽ gặp rất là nhiều cái rủi ro. Và cái quan trọng nhất là chúng ta cái xác suất chúng ta thắng nó thấp quá thì không nên đánh. Chúng ta phải để một cái xác suất mà thắng ở một cái mức cao hơn thì lúc đó chúng ta phải đánh. Thì đây là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng khi mà chúng ta giao dịch trên thị trường, là cái gì ạ? Chúng ta không có bùng nổ theo đà chúng ta sẽ không tham gia, nên là trong suốt quá trình mà thị trường rơi, cổ phiếu rơi thì chúng ta sẽ không bắt đáy trừ khi có yếu tố xác nhận của dòng tiền. Nên là cả một số rất cả bạn hỏi tại sao ông Đức này ông này rất là kiên trì trong cái quá trình mà thị trường rơi như thế, bởi vì về bản chất là mình chỉ tin mà bùng nổ theo đà thôi. Khi mà mình có niềm tin mà bùng nổ theo đà thì cả cái trường hợp mà nó không xảy ra ở trường hợp đó thì mình lại không tham gia. Đấy, nên là mình luôn luôn thỏa được trong cả cái quá trình thị trường downtrend. Đấy. Tức là thị trường downtrend thì rút ra ngoài và chúng ta đứng ngoài, còn thị trường uptrend thì chúng ta là nhảy vào chúng ta đánh. Đấy. Đấy. Phải khôn như thế, khôn như thế thì mới không chết được, nó khôn thế bao giờ mới chết. Thì đó là một cái nguyên tắc mà khi chúng ta giao dịch được không đánh ở downtrend mà chỉ đánh ở uptrend thôi. Đấy. Còn trong cả cái dữ liệu nghiên cứu của mình thì mình cũng cho để mà thị trường có thể tạo đáy ở giai đoạn tới thì nó cần phải có gì, nó có tích lũy đáy. Và ở một cái góc độ nào đó thì mình cũng cho rằng là thị trường sẽ tiếp tục rơi ở giai đoạn tới. Đấy. Và cả cái nhiều rất là nhiều cả cổ phiếu có thể khả năng sẽ còn rơi mạnh nữa. Trừ trường hợp là nó có xác nhận của dòng tiền, xác nhận của bùng nổ theo đà. Ngoài ra thì một cái yếu tố cũng cực kỳ quan trọng là trong cái báo cáo quý quý 1 năm nay này, chúng ta sẽ phải đợi cái báo cáo quý 1 ra và cái thời điểm mà ra báo cáo quý 1 ấy, thì đó cũng là một cái cơ hội để chúng ta tìm những cái cổ phiếu tốt nhất của thị trường để chúng ta theo dõi. Chúng ta sẽ đánh giá những cái cổ phiếu nào nó không bị tác động bởi dịch Covid. Dịch Covid đợt này, hoặc là chúng ta tìm một vài doanh nghiệp mà có hệ số tài chính nó ổn, tức là nó không bị các cái rủi ro khi khi nền kinh tế suy thoái thì chúng ta tham gia. Ở thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng biết là cái nền kinh tế của chúng ta cực kỳ khó khăn, đúng không ạ? Chúng ta cũng biết được rằng cái tỷ lệ thất nghiệp của chúng ta cũng đang tăng lên rất là nhanh. Hiện tại thì đang có cả cái chính sách về về hỗ trợ thất nghiệp. Đấy, thì đó cũng là một, thực ra thì nó là một cái vấn đề về cân bằng cái xã hội, nó chỉ mang tính chất là hỗ trợ thôi chứ nó không phải là cái yếu tố về kích thích thị trường, kích thích nền kinh tế.
Giống như hôm trước mình có nói với các bạn là cả phải có kích thích kinh tế, nó phải có quy mô lớn hơn rất là nhiều so với cả phải có hiện tại. Mà ở thời điểm hiện tại thì về bản chất là chính phủ đưa ra cả gói kích thích rất là lớn rồi, nhưng mà nó chỉ là mang tính chất hỗ trợ cho doanh nghiệp và hỗ trợ cho cả cái người đi làm thôi đấy, công nhân mà bị thất nghiệp. VN30 thì cũng chỉ là một cái phiên phục hồi, mọi người nhìn thì nó sẽ phiên này và phiên này nó không hề khác nhau nhé. Đấy. Thì nếu mà chúng ta muốn muốn biết nó như thế nào thì chúng ta có thể so sánh cả phiên với nhau. Hôm nay khối lượng còn khá là thấp đối với VN30. Hôm nay thì có một cái cổ phiếu mà nó cũng giao dịch tương đối lớn, đó chính là LDG ấy. Thì nó cũng chiếm một cái khối lượng lớn của chỉ số VN Index. Đấy, nó giao dịch tới 18 triệu cổ phiếu. Thì khi mà chúng ta nhìn vào chỉ số chung thì chúng ta thấy khối lượng nó rất là cao, là 203 triệu, nhưng mà về bản chất nếu mà giả sử nhân trừ cái giao dịch của Long Điền ra hoặc là một cả cái cổ phiếu Penny, Penny hôm nay cũng tăng khá là mạnh thì nó cũng tạo ra một cái volume rất là lớn. Đấy. Thì nếu mà chúng ta trừ cái khoản này ra thì hôm nay về bản chất là một cái phiên khối lượng giao dịch không lớn. Đấy. Tức là chúng ta hiểu nôm na là cái dòng tiền của hôm nay không thực sự mạnh. Các bạn hiểu không ạ? Ví dụ như hôm nay chúng ta có Long Điền này, chúng ta có những cổ phiếu như cổ phiếu Penny như FLC này, đấy. KLF này. Thì những cổ phiếu mà tăng 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 trần với khối lượng lớn thì nó sẽ làm gì? Nó sẽ làm cho cái khối lượng của chỉ số chung tăng lên. Để chúng ta xem lại một tí nữa. Đấy, rất là nhiều cả cổ phiếu tăng trần. Phiên hôm nay mà chủ yếu là cả cổ phiếu Penny. Đấy, Đức Long Gia Lai tăng trần. Nam Phú Mỹ thì nó được hưởng lợi từ cái giá dầu, nhưng về bản chất lâu nó vẫn chưa tạo đáy xong nhé. Các bạn có thể là có thể là chú ý vào cái cổ phiếu này ở chu kỳ sóng tới thôi. Đấy, rất là nhiều cả cổ phiếu tăng trần này. Fit phủng tăng này. FLC này. Dòng chứng khoán hôm nay cũng tăng khá là tốt. Đấy, hai cũng tăng mười mấy, 11 triệu, 13, 2 triệu này. HQC. Hoa sen thì rất nhiều bạn ôm để đầu tư giá trị. Đầu tư giá trị thì về bản chất thì đối với đầu tư giá trị và bạn chọn hoa sen là nó cực cực kỳ sai lầm. Kể cả mình không phải là dân đầu tư giá trị nhưng mà mình đọc cái báo cáo tài chính của nó thì mình nhìn thấy là nó chả có gì là giá trị cả. Hệ số nợ thì cao, ngành nghề thì nó gặp rất nhiều cái khó khăn, nhất là nó đang mất thị phần rất là lớn. Đấy. Hôm nay chủ yếu Penny, Penny tăng khá mạnh, Rốt cũng tăng. Tuy nhiên chung cái khối lượng và cái dòng tiền của ngày hôm nay nó không đủ, không phải là quá lớn. Không phải là quá lớn vào cái thị trường của phiên hôm nay. Cho dù thị trường có phục hồi khá là tốt, tăng tăng gần 3%. 2,7%. Đó. Thì chúng ta sẽ xem một cái cổ phiếu mà tăng mạnh ở phiên hôm nay. Ví dụ như HCM hôm nay đang tăng tạo volume khá là lớn. Đấy. Thì thứ nhất là nó tăng để nó tạo gạp. Đối với các trường hợp mà tăng với biên độ lớn, khối lượng lớn như HCM thì nó còn tiếp tục tăng thêm một hai phiên nữa trước khi nó tìm về cả vùng kháng cự rất là mạnh ở vùng giá 13 này này. Vùng giá 13 là vùng kháng cự mạnh thì nó có thể là xảy ra cả cái đợt điều chỉnh. Cái việc mà tăng tăng mạnh của cổ phiếu này rất bình thường nhé. Ví dụ như ở đây nó có gạp thì nó quay lại lấp này. Đấy. Đấy, lấp đến phiên hôm sau thì nó lấp được hết thì nó lại quay lại rơi. Khối lượng các bạn, nếu mà các bạn nói là khối lượng cao thì nó ở đây khối lượng nó cao này, đúng không ạ? Hoặc là ai hôm nay cũng tạo lấp gạp đấy.
Cái phiên hôm nay nó tăng mạnh là do cái phiên hôm qua nó tệ với khối lượng thấp nữa. Nó giống như những phiên này đó, đập gà vào vùng này. Đây thì hôm nay không tăng. Trong chứng khoán này về bản chất là cái dòng nó bị ảnh hưởng bởi thị trường đi xuống. Khi mà cái thị trường đi xuống thì cái vốn hóa thị trường nó giảm đi. Làm cho cả cái quy mô về cho vay margin của các công ty chứng khoán giảm, ngoài ra cả cái giá trị giao dịch cũng giảm xuống. Đấy. Ví dụ như hôm ngày xưa mà mua 1 triệu cổ phiếu Vinamilk thì nó đâu đâu khoảng tầm 200 tỷ chẳng hạn, giờ nó còn 100 bao nhiêu nữa thôi. Đấy, hơn 100 tỷ, nên là cái giá trị giao dịch của nó sẽ giảm xuống. Ngoài ra thì hiện tại đang có sự cạnh tranh rất lớn về phí giao dịch, nên là cả cái công ty chứng khoán nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nặng ở giai đoạn này. Tất nhiên là về cả cái hệ số tài chính, ví dụ như cả cái tài sản của dòng chứng khoán chủ yếu là cả cái tài sản có thể quy đổi ra tiền được, tức là tài sản của nó rất là an toàn. Và nó cũng gặp cái rủi ro hơn là đối với ngân hàng, nó gặp cái rủi ro về tài sản thế chấp, bởi vì cả cái tài sản thế chấp của nó là tài sản có tính thanh khoản. Còn đối với cả cái ngân hàng thì tài sản là đất hoặc là cả cái tài sản là cả cái máy móc thiết bị ấy, thì nó không phải là tài sản có thể quy đổi ra tiền được ngay. Đấy, nên là nó cả cái ngân hàng nó sẽ rủi ro hơn là cả cái công ty chứng khoán khi mà nó cho vay. Ngoài ra lãi suất cho vay của ngân hàng cũng cao hơn đấy, công ty chứng khoán cũng rất cao so với ngân hàng, nên nó cũng là một cái miếng bánh khá là mau mở so với cả cái công ty, đúng không ạ? Chúng ta đấy, ở đây chúng ta khi chúng ta xem ấy, khi mà chúng ta xem bảng điện ấy, mà chúng ta không để ý đến biểu đồ thì chúng ta sẽ bị cuốn theo cái thị trường. Ví dụ như ở đây nhá, ở đây là gạp này thì nó quay lại lấp. Đấy, ví dụ như trường hợp ở đây là lạc thì nó quay lại lấp thôi. Còn cái vấn đề mà chúng ta thấy hôm nay nó tăng rất là mạnh, ví dụ như CTG hôm nay tăng tới 6,4%, cái khối lượng rất thấp, thấp hơn cả phiên hôm qua, thì nó về bản chất là nó gì, nó không thuyết phục. Đấy. Hay là Vietcombank, Vietcombank thì nó đang là test lại cái đỉnh cũ, test lại lần hai. Nhìn chung là khối lượng tăng hôm nay cũng không cao, nó chỉ còn khoảng tầm 1,3 triệu thôi. Đó, 1,3 triệu mà tăng tới 5% là về bản chất là thiếu khối lượng khi tăng. Bit cũng hôm nay cũng lắp được xong cái cả cũ này. Hôm qua thì mình nghĩ là hồi cả cổ phiếu sẽ lắp được lại, nhưng mà một số cổ phiếu thì sau cái phiên trưa ấy thì nó bắt đầu nó bị bán ngược trở lại, nên là nó không lắp được hết, thì hôm nay nó lại quay lại lắp. Về bản chất là hôm qua là mọi người bị hiểu sai cái thông tin của chính phủ đưa ra, đó chính là cái vấn đề về cách ly toàn xã hội. Thì cái vấn đề này nó cũng hoạt động bình thường, và doanh nghiệp nó vẫn mở cửa bình thường, ngân hàng vẫn mở cửa bình thường, chủ yếu là mọi người hạn chế đi lại thôi. Nên là hôm qua là do cái thông tin ra buổi trưa, thì buổi chiều mọi người chưa kịp phản ứng, chưa kịp hiểu về cái thông tin đó, nên là mọi người tranh nhau bán. Còn về hôm nay thì mọi người đã hiểu ra thì nó lại phục hồi trở lại. VPBank thì nó có sự tẹt tẹt ở vùng đáy này. Một số trường hợp thì nó có thể lấp được cái gạp này, mà cũng có thể nó sẽ không lấp được. Nó tùy vào cái độ mạnh yếu của thị trường ở giai đoạn tới. Hôm trước thì mình còn nói về VIB thì nó sẽ về đổi sừng nữa. Đấy. Khả năng nó còn rơi sâu nữa. Khả năng nó còn đổi sừng quay đến khoảng tầm 8.000 là bình thường. VIB thì nó cho vay một cái mảng nó cũng khá là rủi ro, đó chính là mảng cho vay ô tô. Tín dụng tăng trưởng của nó đến từ cho vay ô tô, mà các bạn biết là cho vay tiêu dùng thì chắc gì nó đã trả được đó, nhất là cái tài sản các bạn lấy ô tô về để làm gì đó. Tài sản nhà đất thì đôi lúc nó còn có giữ giá trị tốt hơn là cái tài sản với ô tô, nó đi được một thời gian này thích thì nó trả lại ô tô cho ngân hàng. Techcombank
Hôm nay nhìn chung là khối lượng là khá là thấp. Đây là các bạn nhìn thấy khối lượng rất là thấp. Và HD Bank. Khối lượng rất là thấp. Hôm nay này HD Bank còn giao dịch tới 800.000. Không không hiểu là cái dữ liệu nó bị down về xuống sai không? Dữ liệu đúng nhé. Hôm nay thì khối ngoài cũng tiếp tục bán massage đấy, chúng ta thấy khối ngoài bán rất là lớn. Bán rốt này. Bán VP này. Bán VRE này. Đấy, hôm nay cũng bán Vinhome này, bán Vincom này. Đấy, thì hôm nay nhìn chung là khối ngoài cũng đang bán ròng đúng không ạ? Còn đối với cả cổ phiếu tiêu dùng thì ở đây thì mọi người lưu ý nhé, khi mà cổ phiếu mà rơi rơi xuống dưới cái kháng cự trước hỗ trợ trước thì nó quay lại tẹt, mà tẹt xong thì nó lại rơi tiếp. Đấy. Bởi vì thủng kháng cự thì nó quay lại thì nó tẹt, thủng hỗ trợ thì nó quay lại tẹt, rồi quay lại tẹt cái vùng đó nó gọi là vùng kháng cự rồi, chứ không phải là hỗ trợ nữa. Hỗ trợ phần trước thì sẽ là kháng cự phần sau. Thì các bạn lưu ý là đối với các trường hợp tết như thế này thì nó sẽ rơi lại, không sớm thì muộn đó. Đấy, nên nó cái vấn đề nó các bạn cũng cần phải lưu ý đối với cả các bạn mà có đầu tư vào cổ phiếu đang trên xuống, thì những cái thời điểm của cổ phiếu phục hồi, cả cái nhịp phục hồi này là cái cơ hội rất là tốt cho các bạn có thể diện rút ra ngoài và đợi chờ một cái con sóng khác. Đấy, bởi vì hiện tại là các bạn cũng thấy là chưa có bùng nổ theo đà, các cổ phiếu cũng đang rơi vào downtrend, và có một cái các bạn đang bị dính vào đó chính là các bạn đang bị đầu tư giá trị. Thì cái này nó rất là khó, bởi vì nếu như cả cái kiến thức mình đang có, cả cái những cái quy trình về giao dịch về cổ phiếu, quy trình về biến động cổ phiếu, thì hầu hết các cổ phiếu sẽ phải tạo đáy trong vòng từ 3 đến 6 tháng trước khi họ sóng mới. Và ở thời điểm hiện tại thì mình vẫn cho rằng là cái gì ạ? Mình vẫn cho rằng là thị trường còn rơi, chứ nó chưa thể tạo đáy được. Đấy. Và khi mà nó rơi xong thì nó vẫn phải mất 3 đến 6 tháng để nó cân bằng lại và nó đợi cả tín hiệu của vĩ mô của chính phủ, nên lúc đó nó mới có những cái nhịp tăng lại. Thì các bạn sẽ phải đợi rất lâu, và các bạn thông thường ở các năm mà mình thấy thì hầu hết mọi người sẽ khi mà đầu tư giá trị các bạn quá mệt mỏi rồi, các bạn bán ra thì đó sẽ là đáy. Các bạn không thể kiểm soát được nữa, các bạn bị thiếu tiền chi tiêu, các bạn phải thế này thế kia, các bạn áp lực này áp lực kia, thì lúc đó các bạn phải bán ra, thì lúc đó thị trường bắt đầu tạo đáy và nó vào một con sóng mới. Thì cái này các bạn cùng cùng phải xem xét, bởi vì mình trải qua năm 2011 rồi. Thì khi đó thì hầu hết có môi giới nên công ty chứng khoán chỉ xếp cơ với nhau thôi. Đấy. Hoặc là họ họ làm việc này việc kia. Đấy. Rồi là thị trường thì cứ mỗi ngày nó giảm một ít. Nó không giảm nhiều đâu, nhưng mà cứ ngày nó cứ túc tắc nó giảm một ít, ngày túc tắc nó giảm một ít. Đấy, thì nó rất là nhàm chán trong suốt giai đoạn đó. Thị trường nó bắt đầu hình thành đấy từ những cái quá trình đó. Dòng Vin thì có Vin hôm nay cũng phục hồi, nhìn chung là Vin đã lấp lại được cái gạp rồi. Hôm nay thì nó tăng với khối lượng rất thấp, các bạn hiểu không? Tăng với khối lượng rất thấp, tăng với khối lượng thấp là tăng yếu đúng không ạ? Vinhome này. Vinhome thì nó là không được mạnh lắm. Vinhome thì hôm trước nó đã tăng ở đây này. Nó cũng lấp được gần hết cái gạp này, và sau đó nó rơi lại. Hôm nay khối lượng cũng khá thấp. VRE thì đang nhịp phục hồi, hôm nay khối lượng rất là thấp. Khối lượng thấp của một cái vùng đi xuống là yếu nhé. Thì các bạn cũng 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 cần phải để ý. Này. Đây, nhìn chung ở một cái góc độ nào đó thì chúng ta nói tóm lại thì cái vấn đề của thị trường hiện tại của chúng ta là nó đang 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 không được ổn cho lắm. Đấy, theo cái góc độ của mình thì mình cho rằng là nó sẽ không
không được ổn. Hôm nay thì nó cũng lấp được hết cái gap rồi. Và xác suất xảy ra bùng nổ theo đà là cực kỳ thấp. Mình nghĩ là nó sẽ không có bùng nổ theo đà ở vùng này. Một số trường hợp tốt tốt có thể xảy ra thì nó có thể phục hồi vào phiên tiếp theo, nó có thể là lên được khoảng tầm 700 điểm là trường hợp nó tốt nhất chúng ta có thể nghĩ tới. Còn đối với các trường hợp mà có cả các thông tin xấu xảy ra hoặc là có hoặc là cả cái dòng tiền mà yếu, không nhất thiết là phải có thông tin xấu nhé. Khi mà có dòng tiền yếu và dòng tiền mà nó yếu, nó không kéo lên nữa thì thị trường vẫn tiếp tục rơi. Đấy, thì cái này nó còn tùy thuộc vào cái vận động của thị trường ở giai đoạn tới. Nhưng mà nhìn chung này, những cái đợt phục hồi các cổ phiếu miền Bắc tăng mạnh thì đó là cái cơ hội để các bạn thoát ra. Và chúng ta chuẩn bị kiến thức, chuẩn bị chuyên môn cho một cái chu kỳ sống mới. Đấy. Và bạn thấy mình rất là khỏe trong cái giai đoạn vừa rồi là bởi vì mình là nghỉ giao dịch từ trước Tết rồi, mình không tham gia lại thị trường và mình cũng không có khuynh hướng là mình bắt đáy. Và mình cũng khuyên chân thành với các bạn là thằng nào mà khuyên các bạn bắt đáy là thằng nó đang hại các bạn ấy. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả cuốn sách mình đọc về thị trường, về cả cái nhà đầu tư vĩ đại trên thị trường, họ viết ra sách, họ chia sẻ thì không ông nào mua bắt đáy. Chỉ có một số ông mua rồi là có một cái sai lầm nữa, chắc hôm sau mình sẽ làm một cái video hướng dẫn cho các bạn về cả cái sai lầm của nhà đầu tư, thì trong đó có là bình quân giá xuống là cực kỳ nguy hiểm. Các bạn nếu mà các bạn ở giai đoạn vừa rồi mà ông nào sủi các bạn mua bình quân giá xuống là ông đó gần như không biết gì về chứng khoán ạ. Bởi vì mua bình quân giá xuống là một cái cực kỳ rủi ro, và các bạn có thể bán tất cả mọi thứ trong nhà đi để nộp tiền vào chứng khoán để các bạn bình quân, và đến một cái lúc nào đó bạn nộp căn nhà của các bạn để bình quân nhà xuống thì lúc đó các bạn sẽ ra đường. Đấy. Nên là về nguyên tắc là chỉ mua bình quân giá tăng này, không được mua bình quân giá giảm đâu. Đấy. Các bạn mà càng lỗ nhiều, các bạn đều thấy giai đoạn vừa rồi mà các bạn cứ nộp tiền vào để mua, các bạn nộp tiền vào để mua thì các bạn nếu như mà các bạn cứ để nguyên là các bạn sẽ không lỗ như thế. Còn đối với các bạn mà cắt lỗ thì các bạn sẽ không bao giờ lỗ. Các bạn chỉ lỗ một ít, một phần rất là nhỏ thôi. Đúng ạ. Thì đó là một cái mà chúng ta cần phải chuẩn bị cả kỹ năng tốt nhất để chúng ta đón cái sóng tiếp theo của thị trường ở giai đoạn tới. Ok, thank you mọi người. Mọi người có thể comment ở phía dưới cả cái nội dung mà mọi người muốn được chia sẻ thì mình sẽ làm một cái video hướng dẫn cho các bạn. Đấy, hoặc là các bạn muốn phân tích cái gì thì cứ comment ở phía dưới, mình sẽ giải đáp các thắc mắc của các bạn qua cả video tiếp theo, hoặc là các cái nội dung nào mà nó dài quá thì mình sẽ làm một cái video riêng. Các bạn nhớ đăng ký kênh, subscribe kênh để xem các cái video tiếp theo. Thank you các bạn.